cũng làm trong ngành chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh nhiều năm rồi. Và hiện bắt đầu từ sau khi biết về sản phẩm về tế bào gốc nhân sâm thì Vững cũng đã ứng dụng cho một số bệnh nhân. Và ngày hôm nay thì tại đây là có con của một bệnh nhân cũng bị ung thư. Và hôm nay thì cũng rất may mắn là anh ấy sau khi sử dụng sản phẩm tế bào gốc nhân sâm thì anh vẫn khỏe mạnh và như là một người bình thường. Và một cái điều kỳ tích nữa, không phải là chúng ta phải tận sang Đài Loan hay Trung Quốc gì, chính mẹ vợ của Vững đã, sau khi con sang Thái Lan đã, học xong sang Thái Lan thì bà ấy là bà bị mắc cái chứng bệnh là u trực tràng. Thế thì Vững biết là, nhưng mà năm nay cụ 86 tuổi rồi cho nên là thôi cũng đành phải im làm gì, tự điều trị thôi. Đấy, đón bà ngoại về gia đình ở và tự điều trị, không nói cho ai biết. Thế nhưng mà thấy là con rể chăm sóc mẹ tốt, thế là mẹ thấy con rể ở Thái Lan về bảo là con chuẩn bị xuống máy bay rồi, thôi mẹ ở nhà là cố gắng khỏe mạnh lên, khi nào khỏe con sẽ cho mẹ sang Thái Lan chơi. Đấy, bà phải nhất định phải khỏe, lúc ở Thái Lan là mình ngày nào gọi điện cho mẹ như vậy. Thế và kỳ tích là như này, cái lúc đó là bà chỉ yếu thôi chứ bà chưa bị phát u già quai hàm như thế này. Ôi đây, lở loét như thế này. Thế thì sau khi mà đây cho các chị xem đâu, được rồi, sau khi về nhà thì Việt Nam dần dần sẽ có nhiều con. Mẹ sẽ luộc trứng để dành con, sợ là con về xuống máy bay là về nhà là đói không. Đấy, thế thì bà biết là con rể khoái khẩu là món trứng luộc. Thế là bà luộc trứng, bình thường Vững ở nhà cũng dặn là như này, luộc trứng ấy là phải cho thêm thảo dược vào, thì kể cả những người có tế bào ung thư ung biếu thì để độc lại chỉ độc. Nhưng mà bà không biết, bà lại tưởng là luộc trứng nước miếng nước trong không. Thế là bà luộc thì đến lúc là về sân bay thì mới alo về bảo thôi ở nhà cứ ăn cơm đi, bởi vì là con xuống máy bay là con ăn điểm tâm ở sân bay chứ con không về nhà đâu, về nhà nó muộn. Đấy, thế thì mình về đến nhà thì bà bảo nếu thế thì bà nói con gái là thôi u luộc 4 quả, u để dành cho thằng Vững 2 quả, còn 2 quả bà ăn. Cả nhà biết điều gì xảy ra? Không, đúng 24 giờ sau thì bà kêu là gì, nhức quai hàm. Và đến ngày thứ 3 thì bắt đầu là nó mới mọc ra một cái u ở đây, ở quai hàm như thế này. Này, mọc ra một cái u mà khi mà người có tế bào ung thư ấy thì khi cái giai đoạn thì càng nó phát triển này, mà ăn trứng vào thì nó phát triển rất nhanh. Và đến ngày thứ 3 nữa thì lại được vớ được thằng cháu, nó đi kích cá đêm. Thế nên nó bảo cậu ơi có cá giết ngon lắm, bảo thế có cá ngon thì đem cho cậu mấy con. Đấy, thế đến lúc về bảo bà thông gia mổ, bà mẹ mình là cứ ra nhìn xem thôi, thế là độc ngửi thấy mùi cá thôi, xong là cứ nôn mẹ. Và đúng thật, ngày thứ 3 là cái u nó to quá, tưởng là không qua được đặng này. Thế và đúng lúc đó thì Vững đã cho bà uống cái sâm bản năng đấy, và cái gói thanh lọc máu đấy. Thế thì đã cho bà uống hết một hộp rồi, cùng với cái đợt của bố cháu đây đấy, là uống cùng đấy. Tức là Vững điều trị ở nhà sau khi học ở trường Trung Quốc bị dược được tính về, thì về đi đến đâu là bệnh nhân bám đến đấy, bởi vì là Vững đã điều trị cho rất nhiều những bệnh nhân ung thư thoát khỏi những cái căn bệnh hiểm ngoài nghèo mà bây giờ vẫn sống khỏe bình thường. Đấy, thế thì vớ được cái tế bào gốc nhân sâm này thì Vững gần như là vớ được cái vị hữu tinh. Đấy, để làm gì, để hỗ trợ, để giúp đỡ cho những người mắc những cái chứng bệnh ung thư này nó được thoát khỏi bệnh tật sớm hơn. Thế thì cái minh chứng là gì, là mẹ của Vững tất nhiên là chưa có một chuyên gia nào, chưa có ai hướng dẫn là lấy cái sản phẩm thanh lọc máu để rắc vào đây, đúng không ạ? Thế thì bình thường ấy là Vững vẫn có cái bài thuốc nam là gì, lấy lá cây đấy, và cái lá cây thảo dược để giã đắp để cho cái u nó hút ngủ ra. Mình coi cái u nó như cái mụn thôi, chứ đừng có quan trọng hóa quá về vấn đề di căn hay không di căn. Kể cả bố của cháu này cũng được chứng kiến là bố cháu này là bắt đầu là u cũng đội lên đây rồi, nó chẹn đường thở, thì Vững cũng chỉ là gì, là bắt con trai phải gì, phải lấy lá cây giã đắp vào
Đấy, và bên trong mình cho uống tế bào gốc nhân sâm và đồng thời là cái gói thanh lọc máu kia, thì chỉ 3 ngày thôi là nó xẹp. Thế nhưng có một cái điều kỳ diệu như này, những người chưa phát chưa nổ, nhưng còn mẹ vợ của mình là nổ và đồng thời là đúng đến ngày thứ 3. Đây là cứ mỗi một đêm, lúc đấy giờ là vẫn rất bận. Đấy, cho nên là ngày bận việc thì đêm về là chăm sóc mẹ, cứ hai mẹ con thủ thỉ, vẫn có những cái thức phim rất đầy đủ, thủ thỉ chăm sóc mẹ và động viên mẹ. Và cuối cùng thì đắp đúng ngày thứ 7 thì bắt đầu là nó nổ ra như này. Đấy, và cái lúc mà nó bắt đầu cương như này, cương lên thì vẫn cứ gì hòa cái thanh lọc máu này bôi vào. Nếu trong trường hợp nó vỡ ra thì nó không bị nhiễm trùng, và lấy cái nước smart rửa. À, lấy nước sờ mát rửa và khuyên cụ là không nên ăn thịt nữa và nhịn, cho cụ nhịn luôn. Đấy, cho cụ nhịn luôn thì đúng ngày thứ 7 là vững gắp được cái dậu ở đây ra. Có một cái dậu nó to bằng ngón tay đây này, nó dài thế này, mình bảo là nếu nó dài như này nó chả đục vào xương à, cụ không há được mồm. Thế và bây giờ nhé, thông báo cả nhà là bây giờ là cụ lành lặn hết rồi và khỏe lại bình thường. Đấy, đấy là một cái điều là cái đích, không phải là mẹ vợ vững thôi. Thế cho nên là vững cũng muốn là sau khi hoàn chỉnh tất cả các cái thủ tục đấy, và cũng như là nói về pháp lý cũng như là các thị trường hình thành lên, thì vững lại làm một cái thước video những người, những ai mà bệnh nhân ung thư ung biếu ở tại Việt Nam đấy, đã được dùng sản phẩm tế bào gốc nhân sâm và hiện nay họ đang khỏe và vẫn sống bình thường. Đấy, cho nên là đây là một cái có thể nói là, cho nên là tại sao bảo chỉ đợi em thì về Việt Nam alo cho anh Vững một câu là đúng theo tâm nguyện của em Kỳ là sẽ làm một cái gì đó giúp cho người Bắc Giang ngày có một sức khỏe tốt hơn.